Sau hơn 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhiều vùng quê nghèo ở huyện vùng cao Na Hang đã từng ngày đổi thay. Đến thời điểm này, toàn huyện đã có 4 xã Năng Khả, Côn Lôn, Hồng Thái và Thanh Tương hoàn thành 19 trên 19 trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới. Các xã còn lại đều đạt từ trên 10 tiêu chí. Năm 2020, số tiêu chí đạt được bình quân 15 tiêu chí một xã, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 28 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 giảm xuống còn 25%. Kết quả xây dựng nông thôn mới ở Na Hang thể hiện sự lãnh đạo đúng đắn của các ủy chính quyền địa phương và sức mạnh đoàn kết của nhân dân. Theo lộ trình năm 2023, xã Khâu Tinh huyện Na Hang sẽ về đích nông thôn mới. Để đạt được mục tiêu này, với một xã vùng sâu vùng xa như Khâu Tinh cũng gặp rất nhiều khó khăn. Xã có 100% là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống của bà con nơi đây chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã xác định giải pháp đầu tiên là phải nâng cao thu nhập cho người dân. Khi người dân có thu nhập, đời sống ổn định sẽ chính là tiền đề cho xây dựng nông thôn mới. Chị Đào Thị Vàng ở thôn Khâu Tinh, xã Khâu Tinh, huyện Na Hàng được Ngân hàng Chính sách Xã hội tạo điều kiện cho vay gần 100 triệu đồng để tập trung phát triển chăn nuôi. Gia đình chị đã cải tạo diện tích đất đồi để phát triển trồng cây ăn quả. Nhờ vậy đến nay đời sống của gia đình chị Vàng đã được nâng lên rất nhiều so với trước đây. Nguồn vốn của ngân hàng chính sách thì rất là tạo điều kiện cho người dân để sản xuất vượt qua cái khó khăn. Chăn nuôi đại gia súc được xã Khâu Tinh chú trọng thực hiện. Nhiều hộ gia đình đã lựa chọn chăn nuôi trâu bò vỗ béo cũng như nuôi ngựa bạch theo hướng hàng hóa với quy mô vài chục con. Nhờ có kinh nghiệm nên đàn vật nuôi của các hộ gia đình phát triển tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cái mục tiêu xây dựng nông thôn mới thì cái mức thu nhập của mỗi người dân thì nói chung là mỗi người dân đều phải cố gắng, mỗi người phải cố gắng thêm một tí, vì bây giờ làm nông nghiệp thế này nói chung là cái mức thu nhập của nó không đạt, cứ phải phát triển cái chăn nuôi. Vì xây dựng nông thôn mới thì nó làm cho bộ mặt nông thôn nó khởi sắc. Năm 2023, xã Khâu Tinh phấn đấu về đích nông thôn mới. Để hoàn thành kế hoạch này, hiện nay xã đang tạo mọi điều kiện cho các hộ gia đình được tiếp cận các nguồn vốn vay cũng như các dự án sản xuất. Định hướng giúp đỡ cách làm ăn, tăng hiệu quả sử dụng vốn, quan tâm đến các hộ mới thoát nghèo và cận nghèo. Đặc biệt giới thiệu những kinh nghiệm hay, những mô hình giảm nghèo thành công của địa phương để nhân ra diện rộng. Đối với xã thì theo lộ trình được huyện ủy đưa vào nghị quyết để về đích nông thôn mới trong năm 2023. Đến thời điểm này thì xã đã đạt được 12 trên 19 tiêu chí. Tranh thủ lồng ghép các nguồn vốn để phát triển các mô hình như là chăn nuôi, sản xuất trên địa bàn, qua đó thì tăng thu nhập cho các hộ gia đình. Ngoài ra thì ngân hàng chính sách là tạo mọi điều kiện trong cái mùa dịch này thì cũng có những cái phương án để hỗ trợ cho các hộ gia đình làm sao mà phát huy được tối đa đối với nguồn vốn vay, đảm bảo sử dụng các nguồn vốn đó đạt hiệu quả cao. Đối với cơ sở hạ tầng thì trên địa bàn xã thì cũng lồng ghép từ các nguồn vốn từ trung ương, từ tỉnh, từ huyện để xây dựng như là các tiêu chí về giao thông, về thủy lợi và các tiêu chí về cơ sở vật chất hạ tầng trên địa bàn, trường học, trạm y tế. Xã Hồng Thái là một trong những xã điển hình của huyện Na Hang trong việc phát huy nội lực về đích nông thôn mới năm 2019, vượt trước kế hoạch một năm.
Để có kết quả này, ngay từ những năm đầu bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, xã Hồng Thái đã sớm thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế, tập trung khai thác tiềm năng thế mạnh của mình. Xã được thiên nhiên ưu đãi cho khí hậu quanh năm mát mẻ, thích hợp với trồng các loại cây ăn quả, chè san tuyết, rau các loại. Đặc biệt, Hồng Thái có những cánh đồng ruộng bậc thang tuyệt đẹp. Sự kết hợp của các sản phẩm nông nghiệp với cảnh đẹp thiên nhiên là thế mạnh để Hồng Thái phát triển du lịch gắn với nông nghiệp, hình thành vùng chuyên canh cây trồng đặc sản, rau sạch. Hiện nay, xã đang duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2024, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Hiện tại xã cũng đang xây dựng cái kế hoạch về xây dựng nông thôn mới nâng cao theo quyết định 269 của Ủy ban tỉnh. Để đạt được cái tiêu chí nông thôn mới nâng cao thì cái quan trọng nhất là cái tiêu chí về thu nhập và tiêu chí giảm nghèo. Xã sẽ chọn được những cây con chủ lực và đặc biệt là sẽ lồng ghép các chương trình, ba chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo, chương trình vùng đồng bào dân tộc khó khăn. Thì tập trung và xã đang tập trung vào là một số cây rau trái vụ mà đã là sản phẩm OCOP. Thứ hai là phát triển về cây chè. Thì hiện tại thì xã cũng đang cho anh em rà soát lại tất cả các cái tiêu chí, những cái gì đúng mắc để đưa vào cái chương trình kế hoạch thực hiện trong giai đoạn tới, để phấn đấu là hết năm 2023 thì xã Hồng Thái sẽ đạt được tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Là huyện vùng cao, dân cư không tập trung, đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm số đông, kinh tế chưa phát triển. Do vậy, huyện Na Hang đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu và thay đổi nhận thức trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Không trông chờ ỷ lại vào nhà nước, thay vào đó là sự chủ động để thực hiện. Với phương châm, nông thôn mới làm từ nhà làm xa. Cái dễ làm trước, cái khó làm sau, tuyệt đối không vội vàng, không chạy theo thành tích. Phát huy vai trò chủ thể của người dân, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa và không ngừng nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm nông sản. Cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất được đầu tư xây dựng. Đến nay, 100% cơ sở vật chất văn hóa, y tế, giáo dục đã cơ bản đạt chuẩn quốc gia. 100% đường trục xã, trên 70% đường giao thông trục thôn xóm, trên 60% đường nội đồng và vào vùng sản xuất được cứng hóa. Trên 80% kênh mương được kiên cố, diện tích tưới chủ động đạt 85%, trên 98% số hộ được sử dụng điện. Chất lượng y tế, văn hóa, giáo dục từng bước được nâng lên. Truyền thống văn hóa các dân tộc được duy trì, môi trường nông thôn được đảm bảo. Bình quân trên 97% số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh. Tỷ lệ số hộ có 3 công trình vệ sinh nông thôn trên 95%. Trong thời gian qua thì Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Na Hang thì cũng đã triển khai và tuyên truyền đến tất cả các hộ gia đình trên địa bàn huyện là về cái chính sách đối với cho vay đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Đặc biệt bây giờ cũng đã nâng mức cho vay lên đến tối đa là 100 triệu thì cũng đã tạo cho nhiều hộ gia đình được tiếp cận nguồn vốn và phát triển kinh tế. Thì trong đó cũng có một số hộ gia đình cũng đã phát huy được cái hiệu quả vốn vay. Ở đây thì trong cái thời gian vừa qua thì nó cũng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID, ngân hàng cũng có những cái biện pháp là đưa ra cái tháo gỡ cho bà con trong thời gian tới. Như là nếu mà đến hạn thì có thể là biện pháp là nghiệp vụ là gia hạn nợ. Đấy, hoặc là nếu mà có rủi ro xảy ra thì cũng có những cái liên quan đến là khoanh nợ cho bà con. Sau khi là có cái chính sách về cái tín dụng ngân hàng chính sách xã hội cho các cái hộ để vay vốn phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, thì trong quá trình thì tổ chức thực hiện thì phải nói là được các cái hộ dân là sử dụng là cũng có rất là hiệu quả, như là đưa vào các cái mô hình như chăn nuôi trâu vỗ béo này, rồi là chăn nuôi lợn thịt này, rồi phát triển một số cây mô hình về như trồng các cái cây ăn quả này. Đấy, thì qua quá trình là tổ chức là thấy được cái sự hiệu quả của tín dụng từ ngân hàng chính sách. Thì hiện nay trên địa bàn thì cũng có rất nhiều hộ là cũng từ vay vốn từ ngân hàng chính sách, sau đó phát triển kinh tế là thoát nghèo là bền vững. Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ xuyên suốt, lâu dài, quan trọng.
huyện Na Hàng đã xây dựng lộ trình, kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể cho từng giai đoạn, huy động hiệu quả các nguồn lực, đồng thời phát động nhiều phong trào thi đua như thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện xây dựng mô hình 50, 5 sạch, Câu lạc bộ Gia đình Hạnh phúc, Hội Cựu chiến binh huyện với phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu, Cựu chiến binh phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đã làm thay đổi nhận thức của người dân và hội viên. Từ đó chủ động tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Giai đoạn 2021-2025, huyện Na Hàng cũng được tỉnh chỉ đạo và cũng xây dựng các chương trình kế hoạch cho thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó phấn đấu cái tiêu chí bình quân toàn huyện trong giai đoạn là trên 15 tiêu chí. Và đặc biệt là đối với 4 xã mà chúng tôi dự kiến thực hiện, trong đó có 2 xã sẽ hoàn thành chương trình nông thôn mới của giai đoạn và 2 xã thực hiện chương trình nông thôn mới nâng cao. Cụ thể là đối với xã Khâu Tinh, chúng tôi sẽ hoàn thành chương trình nông thôn mới dự kiến vào 2023. Với xã Đà Vị là năm 2024. Thì đối với 2 xã nông thôn mới này, chúng tôi đang xây dựng cái chương trình kế hoạch cụ thể. Với xã Khâu Tinh thì ban chỉ đạo chương trình nông thôn mới của tỉnh, của huyện và của xã cũng đã bàn các giải pháp, trong đó tập trung vào đầu tư các thứ hạ tầng, đưa các chương trình về hỗ trợ phát triển sản xuất và nâng cao đời sống của nhân dân gắn với phát triển, định hướng phát triển du lịch và bảo vệ rừng. Còn đối với xã Đà Vị là xã cũng vừa làm nông thôn mới, chúng tôi xác định đây là xã vừa làm đô thị theo hướng là đô thị loại 5. Nên là cùng với cái chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới thì cũng là định hướng cho cái việc nâng cao các tiêu chí hạ tầng, nhất là giao thông, hệ thống điện và nước sinh hoạt cho nhân dân và kết nối giữa xã Đà Vị với các trục quốc lộ và sang định hướng về phát triển phía du lịch Ba Bể của tỉnh Bắc Cạn. Còn đối với xã Hồng Thái, chúng tôi dự kiến cũng năm 2023 là hoàn thành cái xã nông thôn mới nâng cao. Thì trong giai đoạn tới thì huyện Na Hàng cũng thúc đẩy cái chương trình gắn nông thôn mới với phát triển du lịch địa phương. Với xã Thanh Tương thì chúng tôi phấn đấu hoàn thành nông thôn mới nâng cao vào 2025. Thì đây là một xã cũng có nhiều cái nét đặc thù gắn với thị trấn, thì chúng tôi đã đưa xã Thanh Tương cũng là vệ tinh trong việc trục phát triển đô thị. Và đặc biệt là có cái thôn Bản Bung, Thanh Tương chúng tôi cũng xây dựng cái đề án riêng để gắn phát triển bảo vệ rừng với nông nghiệp có giá trị gia tăng cao và phát triển du lịch cộng đồng. Và các xã đã hoàn thành nông thôn mới chúng tôi tiếp tục duy trì, đó là xã Năng Khả và xã Côn Lôn. Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa đặc sản, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, giá trị gia tăng cao, đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện. Xây dựng và phát triển thị trấn Na Hàng cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại 4 vào năm 2025. Xây dựng xã Yên Hoa, xã Đà Vị theo tiêu chí đô thị loại 5. Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Duy trì 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thu hút trên 150.000 lượt khách du lịch. Doanh thu xã hội từ du lịch đạt trên 140 tỷ đồng. Giải quyết việc làm cho hơn 1.700 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 22%. Để đạt được mục tiêu này, Đảng bộ huyện luôn đề cao vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, tập trung công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách về xây dựng nông thôn mới đến mọi tầng lớp nhân dân, để nhân dân phát huy vai trò chủ thể, chủ động, tích cực xây dựng nông thôn mới. Đây cũng là tiền đề để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 22, nhiệm kỳ 2021-2025 đã đề ra.